À, như vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào cái nội dung đó là tập lệnh lập trình POC. À, bắt đầu từ cái buổi này trở đi, cái thời bắt đầu từ cái bài này trở đi á, thì chúng ta sẽ đi chủ yếu về tập lệnh lập trình nha các bạn nha. Tập lệnh POC nha. POC, tập lệnh POC. Đây, như vậy à, cái điều cơ bản nhất ha, đó là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái ngõ vào, các cái ngõ ra, hay là còn gọi là các cái tiếp điểm thường mở thường đóng hay là cuộn coil ha. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ba cái phần phần này trước cái đã, và chúng ta sẽ làm những cái bài tập liên quan tới cái này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu với tới là gì? Tiếp điểm thường hở, tiếp điểm thường hở ha. Rồi, tiếp điểm thường hở này trong lập trình POC sẽ được ký hiệu như sau. Ký hiệu ha. Tiếp điểm thường hở là ký hiệu là gì? Là hai cái thanh ha. Ở đây có một cái khoảng hở. Như vậy thì trong cái mạch điện các bạn, nếu như có khoảng hở như thế này á, thì cái dòng điện nó không có đi qua được, xem như là nó gián đoạn ngay chỗ này ha, gián đoạn như thế này. Như vậy thì tiếp điểm thường hở này sẽ được ứng dụng ở đâu? Tiếp điểm thường hở này á, thường được dùng làm các cái ngõ vào, ví dụ như là nút nhấn nè, hoặc là chúng ta sử dụng tiếp điểm thường hở này là các tiếp điểm phụ của các cái cuộn dây của POC nha. Thì nguyên lý hoạt động của tiếp điểm này là gì? Bình thường ở trạng thái hở như thế này á, nếu như chúng ta tác động ở đầu vào, ví dụ như chúng ta nhấn nút hoặc chúng ta cấp điện cho tiếp điểm này á, thì sẽ làm cho tiếp điểm này á, nó chuyển trạng thái từ từ hở như thế này sẽ chuyển sang trạng thái đóng lại ha, liền mạch lại nha. Như vậy các bạn thấy là gì? Bình thường tín hiệu điện sẽ đi từ đây tới đây nè các bạn ha, từ đây nó sẽ bị hở ra và nó sẽ không đi qua được qua bên đây ha. Nhưng sau khi chúng ta tác động đầu vào làm thay đổi trạng thái của tiếp điểm này, như vậy thì dòng điện nó sẽ đi từ đây, nó đi qua bên đây, bạn lưu ý ha. Rồi, ở đây thì gián đoạn, nhưng mà nếu như chuyển sang trạng thái như thế này thì dòng điện sẽ đi qua khỏi tiếp điểm này và đi tới chỗ đầu này đó. Như vậy đây là ký hiệu và nguyên lý hoạt động của tiếp điểm thường hở, và tiếp điểm thường hở này ứng dụng rất nhiều trong lập trình POC. À, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu là tiếp điểm thường đóng. Bạn thấy rằng là gì? Đây chính là trạng thái của tiếp điểm đóng ha. Như vậy tiếp điểm thường đóng thì ban đầu khi mà chúng ta chưa có tác động gì vào nó hết á ha, chúng ta không tác động gì hết á, ở trạng thái bình thường nó sẽ đóng mạch ha. Như vậy thì ở trường hợp này nó sẽ cho dòng điện từ đây nè đi qua bên đây ha. Nhưng khi chúng ta tác động đầu vào, ví dụ như chúng ta nhấn nút cho cái biến này nè, nó thay đổi trạng thái, thì nó sẽ thay đổi trạng thái từ đóng, nó sẽ chuyển sang mở ra ha, mở ra. Lúc này á, cái dòng điện á nó sẽ đi tới đây, nhưng mà bị gián đoạn ở đây, nó không có đi qua đây được nữa. À, như vậy thì ở đây là trạng thái ngược lại ha, ngược lại của cái thiết bị này. Đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên là hai cái tiết điểm này cái đã nha. Rồi thêm một thành phần nữa, nó sẽ đủ đủ để cho chúng ta cấu thành một cái mạch điện cơ bản, đó là cuộn dây hay là gọi là coil ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp là cái cuộn dây nha. Và cái thành phần tiếp theo để cho chúng ta có thể là cấu thành một cái mạch điện đơn giản nhất, đó là cái cuộn dây hay gọi là cái coil ha. Cuộn dây hay là coil. Coil. Và trong ký hiệu của POC á, nó sẽ có ký hiệu như thế này. Kiểu như thế này ha. Rồi, thì ở đây á, thông thường á, chúng ta sẽ đặt
cái biến gọi là cái địa chỉ của nó ha, vậy ha. Và ở đây thường thường là chúng ta sẽ sử dụng là cái vùng nhớ là Q ha, Q giống như là ngõ ra của con PLC, hoặc là chúng ta có thể là dùng cái biến M không, M memory ha. Đó, đây là hai thành phần cơ bản nhất. Và ở đây người ta còn ký hiệu ở đây là gì? Đây là cái ao ngõ ra đó bạn ha, lưu ý ha. Rồi hồi nãy là tôi chưa nói về cái các cái vùng nhớ mà có thể sử dụng cho các cái điểm thường mở thường đóng ha. Vậy tôi nói lại nha. Đầu tiên là tôi nói lại tiếp điểm thường mở thường đóng, phải không? Thường mở nè, mở thường đóng nè ha. Rồi, thường mở thường đóng này á, thông thường người ta sử dụng các cái biến, cái giá trị đầu vào là các cái ngõ vào của PLC, ví dụ như vùng nhớ y ha, y input của PLC, ví dụ như là y0.0 không, là y0.1 không, hoặc là gì, hoặc người ta có thể sử dụng các cái vùng nhớ của Q, tức là cuộn dây của coil này, có thể là Q0.0, Q0.1, hoặc nó có thể là các cái vùng nhớ nội ha, ví dụ như M0.0, M0.1, ví dụ như vậy ha. Rồi, thì ở đây Q cuộn dây coil này có thể là gì, có thể là ví dụ như là gì, là Q0.0 hoặc là gì, có thể là cái cuộn coil trung gian memory M0.1 chẳng hạn đó ha. Và lưu ý ha, như vậy có điều đặc biệt ở cái cuộn coil này, đó chính là gì, đó chính là nó có thêm những tiếp điểm phụ ha, tiếp điểm phụ. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy rằng là gì, cái cuộn coil này ví dụ như mình lấy địa chỉ là Q0.0 đi, thì bình thường ở trạng thái không có điện nha, không có điện ha, không có điện ở đầu vào nè các bạn, đầu vào nè, nghĩa là bằng không nè ha, đầu vào đi không nè. Như vậy thì cái Q này nó sẽ gì, nó sẽ bằng không, sẽ bằng không. Thì nếu như cái Q này bằng không các bạn, các cái tiếp điểm mà thường mở hoặc thường đóng của nó đó, sẽ giữ nguyên trạng thái. Ví dụ như bây giờ á, nếu Q bằng không thì mình sẽ có cái tiếp điểm, ví dụ như là tiếp điểm thường mở của Q ha, ví dụ như là Q 0.0 phải không, rồi hoặc là Q Q 0.0 thì nó sẽ có tiếp điểm thường mở của Q này, tiếp điểm thường đóng của Q này. Thì khi Q này mà bằng không đó các bạn, thì các tiếp điểm này nó sẽ giữ nguyên trạng thái của nó là mở, đóng là đóng, đóng là đóng ha. Tuy nhiên khi mà Q này mà nó bằng một á, nghĩa là nó có điện đầu vào nè ha, Q này mà bằng một ha, thì nó sẽ làm gì, nó sẽ làm các trạng thái của các này nè các bạn ha, nó thay đổi trạng thái từ mở sẽ chuyển sang đóng lại ha, và từ đóng sẽ mở ra ha. Đây là điểm đặc biệt của cái cuộn coil, nó khác với cái tính điểm kia, có nghĩa là khi mà nó có điện á, nó sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm phụ của nó. Bạn lưu ý nha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong ba cái thành phần cơ bản, đó là tiếp điểm thường mở, tiếp điểm thường đóng, cuộn coil ha, hay là ao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lập trình một cái bài tập nhỏ cơ bản ha, bài tập nhỏ nha.